Chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ bấy chim cuốc anh em ạ. Và mình sẽ cài cố định máy để mình mở loa nha anh em nhé.
Ok rồi anh em ạ. Đã dính nha anh em nhé. Tuyệt vời rồi. Đây, bẫy của mình đây. Và đá ngon lành. Cảnh đào. Dính một em. Quá ngon rồi anh em ạ. Đây. Em cuốc nha anh em nhé. Đấy. Rất tuyệt vời. Lúc đầu nó về một lần rồi nhưng mà nó bị trượt. Bởi mình kia nha anh em nhé. Đây và bên kia. Và bên kia nó vào cái đài của mình giấu ở bên trong này. Mình mới chỉ có 6 chân thòng thôi. Nhưng mà rất hiệu quả anh em ạ. Bẫy cuốc. Lần đầu tiên đi bẫy cuốc nha anh em nhé. Và được em cuốc khá là to anh em ạ. Rất là tuyệt vời. Đây, bẫy của mình đây. Đấy, bẫy này mình khắc làm nha anh em nhé. Mình khắc làm và hôm nay là đi bẫy thử. Và về cũng rất là hăng anh em ạ. Không biết là cái máy mình để cố định ở bên kia, không biết là chắc là cái nó về tít bên dưới kia chỗ cái gốc cây của gốc cây đấy xanh xanh kia, chắc là máy không nhìn, không quay được đến đấy thì chắc là không cận cảnh vào cái pha bẫy kia nha anh em nhé. Rất là tuyệt vời. Bẫy cuốc. Cái này mình cũng vừa làm xong thôi anh em ạ. Cái thòng này mình cũng vừa làm xong. Mỗi chân thòng này là có 4 vòng nha anh em nhé. Đấy, rất là hiệu quả. Và mình sẽ tạm dừng nha anh em nhé. Tạm dừng để mình gỡ lại cái gỡ con chim nó ra. Và đây là cái bẫy của mình nha anh em nhé. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Chào anh em.